vậy? Đây là mô hình khủng long từ nước ngoài, người ta nhờ ba sửa đó. Còn chút xíu nữa là xong rồi con. Vậy một lát xong, ba cho con mượn chơi thử nha ba. Không có được đâu, cái này nguy hiểm lắm. Nó mô phỏng y chang là khủng long thiệt luôn, nên có thể rất hung dữ đó con. Ồ, y chang khủng long thiệt luôn. Nè, con đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba về nhà ăn cơm đi, mẹ đang đợi ba đó. Ờ, vậy ba về trước nha. Con ở đây đừng có phá phách gì đó nha. Giống thiệt luôn á. Phải gọi cho bụng bự mới được. Alo, Đốm hả? Nguyên con khủng long mấy luôn hả? Mình tới liền, tới liền. À, giống y chang thiệt luôn. Nhưng mà nó có cử động được không vậy? Hình như là chưa được. Ba mình đang sửa cái gì đó. Vậy tụi mình phụ ba bạn sửa đi. Mình muốn xem nó cử động như thế nào. Không được đâu, ba mình nói con này nguy hiểm lắm, không cho mình đụng vào đâu. Sao mà phải sợ chứ, nó là khủng long bằng máy thôi mà, chứ có phải thiệt đâu mà bạn sợ nó ăn thịt. Mình... Thôi, phụ mình tìm cách sửa tiếp đi, có khi ba bạn còn khen mình nữa. Cũng được, mình đang suy nghĩ. Nè, bên đây có cục pin nè, chắc chắn là của con khủng long, mình gắn vô xem thử đi. Xong. Hay quá, được rồi. Trời ơi, nó hung dữ quá vậy. À, bả tường luôn. Trời đất ơi, cô đuổi theo nó bắt nó lại đi. Thôi, là ba mình đánh tét lít đó. À, trời ơi, khủng long, bắn người ta, cứu tôi với. Đừng có sợ, có tụi mình đây nè. Nó chỉ là một con khủng long máy thôi, đừng có sợ. Trời, không ngờ nó lại biết phun lửa nữa. Lẽ là tụi mình phải nhận nó trước khi gắn pin cho nó chứ. Hả? Chính mấy bạn là người gắn pin cho nó đó hả? Tụi mình xin lỗi, là do tụi mình tay máy với phá phách nên mới gây ra họa lớn như thế này. Bỏ đi, giờ phải tìm cách làm sao cố hiệu hóa con khủng long này nào. Mày đứng im. Lợi hại quá, lửa đã tắt hết rồi. Nhưng mà không phá phách nữa. Mấy đứa lì quá ha. Ba đã nói là không được đụng vô đồ của ba khi chưa sửa xong rồi mà. Bụng bự và Đốm bị phạt không được xem tivi nửa tháng vì cái tội phá phách tái máy nha. Dạ, con nhớ rồi. Mai mốt không dám tới máy nữa đâu. Đáng đời. Dạ, ba gọi tụi con ạ. Đúng rồi. Nè nè, lại đây. Giới thiệu với mấy đứa loài hoa biết hát. Xin chào các bạn. Ồ, bông hoa biết nói luôn kìa. Mình còn có thể biết hát nữa. Hay quá. Đây là một loài hoa rất đặc biệt, chỉ có trên mặt trăng thôi. Không những đẹp mà còn biết hát nữa. Bạn đúng là tuyệt vời đó nha. Thật ra hôm nay gọi mấy đứa tới đây là có nhiệm vụ cho mấy đứa nè. Nhiệm vụ? Đây là hạt giống của hoa biết hát. Mỗi đứa một hạt, chia nhau ra trồng. Rồi tới khi mặt trăng mở hội, hãy đem những bài hát hay nhất của trái đất mình lên thi. Tất nhiên là người thắng cuộc sẽ được vinh danh khắp vũ trụ luôn. Dạ vâng. Dạ. Lần này nhất định mình sẽ giành giải quán quân cho coi. Còn mình chỉ mong mang được những bài hát hay nhất của trái đất để giới thiệu cho tất cả các bạn bè vũ trụ thôi. Ủa, còn bạn thì sao bụng bự? Tới ngã rẽ rồi kìa. Hai bạn về trước đi. Tạm biệt bụng bự. Bye bye. Tưởng được tặng đồ ăn chứ, ai ngờ nguyên cái hạt giống này. Chán phèo. La 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 la. Cây mau lớn nhanh nha. Sao mình không mở nhạc cho cây nghe nhỉ? Biết đâu lớn lên thì sẽ thuộc luôn. Bụng bự, mai các bạn kiểm tra, con nhớ học bài nha. Mẹ ơi, xíu nữa con học bài nha. Và sau đây là một thí sinh nữa đến từ trái đất Tài Tô. Xin chào mọi người, em và bông hoa của mình xin được trình bày bài hát Đếm sao, một bài hát rất nổi tiếng của trái đất. Một ông sao sáng, hai ông sao sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng trên trời cao. Đúng là một bài hát hay thưa quý vị. Và tiếp ngay sau đây cũng là một thí sinh từ trái đất, Bụng Bự. Dạ, sau đây tụi em xin hát bài... Hát cái gì đi, tôi có biết có bài gì đâu. Chán phẹt. Mẹ ơi, xíu nữa con học bài nha. Bạn đã không chăm sóc cho cây hoa cẩn thận nên nó nghe bạn nó tầm bậy tầm bạ rồi. Học theo luôn đúng không? Đúng rồi, xấu hổ quá đi. Một bài hát thật kỳ lạ đến từ trái đất. Thật là kỳ lạ. Hình như là họ không biết, tưởng đó là bài hát thiệt. Mình xin hứa lần sau mình sẽ chuẩn bị thiệt kỹ cho những dịp quan trọng. Thái To, cẩn thận. Cảm ơn Bụng Bự nha, không có bạn chắc quả táo đó rơi trúng đầu mình rồi. Tai To, mình cũng chạy lại giúp bạn đó, mình mà lại kịp thì mình không làm bạn té rồi. Con trai gì mà kỳ cục quá à, không giúp được gì thì thôi còn nói nữa. Ai nói mình không giúp hả? Mình không nói với bạn nữa, mình đi thôi Tai To. Ê Bụng Bự, mình với bạn thi chạy đi. Cái gì? Thi chạy hả? Đúng vậy, tụi mình thi nhau coi ai chạy tới trường trước, chơi không? Chơi thì chơi, mình sợ bạn hả? Chuẩn bị chạy. Yeah, mình thắng rồi. Tại mình dắt cục đá nên Bụng Bự mới thắng. Thua thì nhận mình thua đi. Mình không phục, thi lại đi. Thôi, tới giờ vô học rồi, hai bạn đừng như vậy nữa. Các em mở tập ra, mình học bài mới. Đốm, đứng lên câu hỏi. Dạ. Hôm nay em bị sao vậy? Đi học mà hậm hực, lấy tập dở ra thì làm mạnh tay, như vậy là không có ngoan đâu. Cả Bụng Bự cũng vậy nữa, hai đứa có chuyện gì với nhau phải không? Bạn Bụng Bự chơi ăn gian với em á cô. Bạn đừng có mà nói xạo nha, là bạn nói chạy chậm hơn em mà không chịu đó cô. Không đúng, em chạy nhanh hơn, nhưng tại với cục đá. Cô hiểu rồi, ngày mai thứ Bảy, lớp chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy. Các bạn có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đốm và Bụng Bự sẽ có nhiệm vụ riêng của mình. Hai bạn sẽ chạy đến khu rừng thu hoạch cho cô 10 cây nấm. Bạn nào về đây trước sẽ chiến thắng. Dạ giải trí, chuẩn bị, xuất phát. Bạn ơi, giúp mình với. Mình mà giúp thì mình sẽ thua mất. Thôi, cứ chạy đi đã. Đốm giỏi quá ta. Em đã mang 10 cây nấm về cho cô rồi nè cô. Nấm của con đây nè cô. Sao Bụng Bự về trễ vậy? Dạ, con gặp bạn bò bị té. Con giúp bạn lau vết thương rồi mới chạy tiếp. Vậy thì sao đây? Cô xin thông báo, người chiến thắng cuộc thi này là... hai bạn Đốm và Bụng Bự. Hả? Tại sao lại như vậy hả cô? Người chiến thắng không phải là người nhanh nhất mà còn là người biết quan tâm giúp đỡ mọi người nữa. Bạn bò đó là một thử thách cô dành ra cho hai đứa đó. Con hiểu rồi, con không nên ganh tị thi thố với Bụng Bự như vậy. Mình xin lỗi Bụng Bự nha. Mình cũng sai khi gây gổ với bạn. Mình cũng xin lỗi bạn nha. Sao giờ Tai To chưa qua ta? Hôm nay bạn bị sao vậy? No, bây giờ hãy gọi tớ là quý cô Tai To, nghe chưa? Là sao chứ? À, ý bạn là bây giờ tụi mình cùng làm người lớn hả? Đúng vậy, Làm người lớn rất là sướng, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, lại được la mắng người khác nữa, không phải sợ ai hết. Yeah! Làm người lớn thiệt là vui quá đi. Chúng ta làm đi. Bụng bự, cô tay to đây, mới đến chơi nhà. Chúng ta hãy mời cô ấy ly nước trà nào. Bụng bự đâu, lấy trà. Như vậy đúng không? Đốm diện rất là đạt á, rất là người lớn. Nhưng mà mình không biết pha trà, giờ phải làm sao? À, mời quý bà ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Sao chứ? Tụi con... Mình với Đốm sẽ đi nấu đồ ăn, mời quý bà đây. Bụng bự, cậu có thể ngồi tiếp chuyện cùng bà đây được không? Được. Quý cô đây thích ăn gì? Các con đang làm gì mà vui vậy? Dạ, tụi con lớn rồi. Bây giờ tụi con đang làm người lớn nè. À, cô hiểu rồi. Hồi nhỏ cô chơi trò này giỏi lắm. Con tính leo lên lấy hũ đường mà trượt chân nên... Trời ơi, sao con không nhờ cô lấy giúp? Con vừa nhặt rau vừa rửa từng cọng luôn á nha. Trời, ai lại làm vậy? Rồi đưa đây, mời các người lớn lên trên nhà. Những chuyện như vậy nè, các con chưa biết sao đã vội làm. Con thấy người lớn có gì cũng biết làm hết á. Không phải đâu, cũng có nhiều thứ người lớn không biết làm đó con. Cái gì muốn biết cũng đều phải học hết. Lặt rau nè, nấu ăn, hồi đó mẹ cũng phải học rất là lâu đó. Con thấy làm người lớn mệt quá à, không vui chút nào đó. Thì ra ba mẹ chúng ta cũng vất vả lắm đó. Không có người lớn nào được con hoạt hình thoải mái như tụi mình đâu. Thôi, chúng ta không làm người lớn nữa. Hoa ơi hoa, mau lớn nhanh để tao thu hoạch nhanh, tiền về nhanh nào. La 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mày nhọc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bác nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Ồ. Ây da, sao khó chịu dữ vậy nè. Xin chào tay to. Chào buổi sáng. Tối hôm qua mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sõng chuồng vậy á. À, chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, đây có phải là bác nông dân không vậy? À, chạy đi các bạn ơi, hình như bác nông dân bị biến thành xác sống. Đây là quái vật gì rồi? Sợ quá à, không biết làm sao mà lại ra đến nông nổi này nữa. Chắc là do thuốc hóa học đã ngấm vào người bác rồi đó. Cô chạy ra nhà mình đi. Con chặn cửa lại. Rồi. Cẩn thận, cú thanh xuống mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi. Sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè. Tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học, vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Bác nhớ đó nha, không thôi là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Không lẽ lại là ma sao? Do gì à, con muỗi à, bắt được rồi đồ phá hoại à. Ta chưa đuối khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu chứ còn sao. Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc vô đây thôi, chứ ta hút nhựa cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm hả? Ta ốm yếu như vậy, không có muỗi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muỗi đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để vớt vát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, là một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá xém bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho mất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con muỗi nhép, ngươi tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Trời ơi, trời ơi. Đây một người kia. Ở khu đường này hay không? À, được rồi. Ta đi bà. Tôi quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có thể. Cảm ơn ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích, rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Ồ, thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tai to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè, không biết làm cái nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi, cái này làm ra đẹp hơn. Thì Dũng, được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi, chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. À, có chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết, mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết, mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm, nhưng bạn làm đau quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được, mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn, Đau lắm, mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi, không xong rồi. Như vậy mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi ơi, hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu, mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên, còn đi ngủ, sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ, vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được. Bạn làm đi đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè, anh đá đen ơi. Chào anh đá nâu. Qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tủ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn thôi mà. Ban đầu tay tôi chọn anh, nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác, cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay tôi nhặt về thôi. Tay tôi có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Hôm nay bà sẽ dẫn cả 3 đứa đi cắm trại cuối tuần nha. Yeah! Hôm nay sẽ khác với mọi khi. Khác là sao hả ba? Hôm nay ba muốn mấy đứa hãy tự tay làm tất cả các công việc của một chuyến cắm trại, vì các con đã lớn, được không nào? Dạ được. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ các con hãy tự phân chia công việc và bắt đầu đi nha. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi kiếm củi, lấy nước, dưỡng liêu. Mình làm biến đi, mỏi chân lắm. Vậy bạn ở nhà dựng liều nha. Ừ. Vậy mình sẽ đi lấy củi, còn tay to đi lấy nước. Ừ, cũng được. Nhiều đầy đủ chưa ta? Thôi kệ, chắc đủ rồi á. Lấy nhiều sao mà khiêng nổi. Sao mà không thấy nước đâu hết trơn vậy nè? Hả? Cái kia. Tự nhiên bắt con gái đi lấy nước, thiệt là bất công quá mà. Nhiều đây là đủ rồi. Đốm, ta to, đốm lấy củi xong rồi hả? Ừ. Sao chỉ có nhiêu đây vậy? Không có củi, nhiêu đây đủ rồi. Mà sao tay to lấy có chút xíu nước vậy? Nước xa lắm, mà lại ít nữa. Mình đã cố gắng mới lấy được bao nhiêu đây đó. Thôi mình về đi. Bụng bụng. Hả? Cái gì vậy? Tụi mình đi lấy củi, lấy nước, còn bạn lại nằm ở đây ngủ. Mình đúng rồi, củi đâu? Hết củi rồi nè. Mình lấy rửa trái cây nè, bao nhiêu đó được rồi. Sao mà chín được chứ? Bạn lười biếng quá à. Chỉ có mấy cây củi, tàn hết rồi, không có thịt để ăn luôn nè. Bạn cũng vậy, có chút xíu nước. Mình chưa rửa được một trái nào luôn nè. Hai bạn phụ mình đi, mình không biết dựng lều. Không, ai bị bụng bụi làm biếng. Chết rồi, mưa tới. Các con có thấy chính sự lười biếng, tị nạnh và không giúp đỡ lẫn nhau của các con đã gây hậu quả như thế nào hay chưa? Dạ, tụi con biết lỗi rồi. Đây là bài học cho tất cả các con, để sau này làm gì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là biết giúp đỡ lẫn nhau. Dạ, mùi thơm quá đó. Thịt nướng. Tại sao lại có bọn châu chấu to như vậy hả đứa? Mình không biết nữa, nhưng ba mình nói có lẽ do chúng bị trúng thuốc tăng trưởng. Vậy làm sao chúng ta có thể đi về được chúng bây giờ? Mình không biết, nhưng chúng ta có thể tìm nó trong phòng nghiên cứu của ba mình. nào sẽ giúp được mình hả Rơm? Mình cũng không biết nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? À, hay là mình thử tìm trong sổ ghi chép của ba Đốm xem sao. Đúng rồi, toàn là hình vẽ và con số. Tìm biết bao giờ mới ra đây. Wow, hoa đẹp quá. Còn có trái nữa chứ. Chắc là ngon lắm đây. Đúng đúng vào. Hả? Sao vậy Đốm? Đây là hoa phù thủy. Hoa phù thủy? Đúng vậy. Sao gọi là hoa phù thủy vậy hả Đốm? Bởi vì nó có khả năng thô miên người khác. Không hiểu gì hết á. Nếu ai ăn nó thì sẽ làm theo lời người khác nói. Cái gì cũng làm hết á. Ê, ghê quá. Ê chuyện gì vậy bụng bự? Sao chúng ta không dùng nó để thôi miên lũ cho cháu ha? Dùng nó. Bây giờ tụi mình phải tìm cách để bọn cháu cháu ăn trái này. À, mình đã có cách. Cách gì? Không được, không được. Bác không giúp con thì con không thể cứu được ba của con. Nhưng như vậy thì sẽ hư hết vườn cà chua của ta. Con năn nỉ bác mà. Thôi, cháu hãy đi tìm vườn của ai khác nhờ giúp đỡ đi. Nếu bác không giúp á thì mai mốt lũ cho cháu ăn hết chỗ khác cũng ăn luôn vườn nhà bác thôi. Mà biết đâu chừng á, chúng ăn hết rau sẽ chuyển qua ăn thịt chúng ta. Các cháu đừng có dọa ta. Ta không dễ bị mắc lừa đâu. Chính bác là hung thủ làm cho bọn cháu cháu biến thành khổng lồ. Nếu cháu nói chuyện này cho hội bảo vệ thiên nhiên vũ trụ thì bác sẽ bị bắt giam. Ta đã làm cái gì? Chính bác phun thuốc tăng trưởng với cà chua, làm cho bọn cháu cháu dính thuốc mà to lên như vậy nè. Ta Vậy bác có giúp tụi cháu không? Thì tao sẽ giúp. Không ngờ Đốm lại nghĩ ra cách nghiền hoa phù thủy ra để phun lên vườn cà chua của bác Bộ Vàng. Đốm thật thông minh. Kỳ này bọn cho cháu mà ăn cà chua nhất định sẽ bị chúng ta thôi miên. Yeah. Mình ngồi đây làm gì vậy Đốm? Chúng ta đợi bọn cháu cháu đến đây. À, thì ra là vậy. Kìa, bọn chúng tới rồi kìa. Mình ăn vườn này hả đại ca? Ăn đại thôi chứ biết sao giờ. Ông chủ vườn xịt thuốc nhiều quá, ăn có biện sao không đại ca? Chúng ta nhờ thuốc của ông ta mà lớn như thế này thì còn sợ gì nữa chứ. Hén, chúng bay đâu, tấn công. Bọn mình ra tay thôi. Tấn công. Cái gì vậy bụng bự? Thì tấn công bọn chúng. Đâu phải đánh nhau kiểu đó đâu. Bụng bự ham đánh nhau quá à. Vậy phải làm sao? Xem mình nè. Bọn cháu cháu kia. Ai mà dám hỗn hào thế? À, thì ra là con trai của lão già nhà Đốm kia. Để em xử nó cho đại ca. Ừ. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Tên kia, muốn cho ta xem đi. Ngươi làm gì thế hả? Còn ngươi, cũng múa cho ta coi. Ngươi dám kêu ta múa? Hay quá, hay quá. Mấy đứa con thiệt là giỏi, đã nghĩ ra cách cứu ta. Đó là nhờ Đốm với bụng bự thông minh đó bác. Chuyện nhỏ thôi. Vậy bọn trôi chấu này chúng ta làm gì với chúng bây giờ hả ba? Hay là mình đem nó về nuôi để dành cỡ đi học nha Đốm. Nhưng mình lấy đâu ra cỏ cho nó ăn đây chứ? Hay mình tiêu diệt nó đi ba. Chúng không có lỗi gì con à. Chúng cũng là nạn nhân của những người dùng chất độc để trồng trọt mà thôi. Cách này cũng không, cách kia cũng không. Vậy biết làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bảo chúng nó bay vào rừng. Chúng sẽ sống ở trong đó. Ba thật là sáng suốt. Ba là ba của con mà. Mà công nhận chúng khỏe ghê, chở chúng ta nãy giờ mà không mệt. Ừ, chứ không nó quăng chúng ta xuống dưới kia rồi. Nếu mấy đứa không cứu ta thì có vẻ như sẽ an toàn hơn, có đúng hay không? Bà nói đúng á, con cũng nghĩ vậy nữa. Con xin lỗi, tại con tất cả.